Vâng, xin giới thiệu với anh chị. Hôm nay là em sẽ quay video về cái cây địa lan đại hoàng cánh sen. Là cây nguồn gốc rừng Việt Nam. Thì em thực sự là sinh sau để muộn chơi sau nên chẳng biết nó là ở rừng nào. Đấy, nhưng hôm nay là sưu tầm được cây là đại hoàng cánh sen, hoa rất là đẹp thì muốn là quay video clip để mọi người cùng ngắm. Đấy. Đây là cái bộ lá. Đào cánh sen là đặc trưng là cái bộ lá của nó rất là buồn cười. Xiên vẹo một tí. Nhưng mà nó có một cái lá kiểu thống nhất đó chính là đây. Cái lá cái này. Nó có dạng lá thống nhất của nó của đào cánh sen đây. Đấy, nó cong lên này đó. Võng xuống. Xong lại cong lên. Đấy. Có thể nhìn những cái lá khác của đại hoàng cánh sen đây này. Cái lá này thế đây này. Võng xuống lại cong lên, lá trên này cũng thế, những lá già còn lá là nó ổn định theo cái kiểu chiều nó võng xuống kiểu hơi có hướng hất lên. Đây là bông mà mới hé. Là một trong những cây đứng trong top đầu của địa lan Việt Nam. Cái đại hoàng cánh sen này thì đã có từ rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ năm nay là năm 2019 thì em mới có thực sự được ngắm tận mắt cây đại hoàng cánh sen này. Cái đại hoàng cánh sen này thì đang nằm trong top 1 những loại địa lan rừng đẹp nhất Việt Nam. Đấy. Cây này thì là có hoa là màu xanh vàng, mới nở thì nó là hơi ánh xanh, thực ra nó là màu vàng, tâm nó màu vàng. Cây này thì cũng có kết cấu là 5 cánh hoa, 3 cánh đài chính và 2 cánh đài phụ, lưỡi vàng và mũi vàng ở trong họng. Năm nay nở đại hoàng cánh sen nở rất đẹp. Đấy, rồi cấu kết bông hoa cân đối. Ở Việt Nam mình ấy thường thì là chơi hoa là hoa vượt lá là sẽ có hoa. Đây như cây này với cái bộ lá như này thì là hết lá chỉ ra hoa. Là rất là cân đối, đẹp, không bị mất cần. Cái này thì nó có được khoảng tầm độ 9 bông hoa. Hiện cái này được 9 bông hoa. Đấy, 9 bông là cả nụ. Nhưng nó mới nở được 2 bông. Thì cũng là cây rất là đẹp. So với cây đại hoàng cánh thủy tiên thì cây này thì nó là cây đẹp hơn và hiện giờ đang hiếm hơn rất nhiều so với cái đại hoàng cánh thủy tiên. Đại hoàng cánh thủy tiên thì là cây là có trước và được nhân giống nhiều hơn. Còn cây đại hoàng cánh sen này thì là ít hơn. Bởi vì là có sau với cả là cây đại hoàng cánh sen là khó nuôi hơn cây đại hoàng cánh thủy tiên. Thân lá nhỏ hơn và khó nuôi hơn. Cây đại hoàng cánh thủy tiên thì là dễ nuôi hơn. Đấy. Còn cây đại hoàng cánh sen này thì em cũng nói một chút về thân lá và hoa chi tiết hơn. Đó chính là thân lá của nó màu xanh, mầm xanh lét. Nếu như mầm phải xanh 100%, xanh trong thì mới đúng là cây này. Còn nếu như mầm mà có bị ám như những mầm khác thì chắc chắn không phải. Bởi vì những cái mầm mà ám tím, anh tím thì là những cái cây là hoa nó anh tím.
Đấy, còn những cái mầm của cây hoa xanh vàng này thì chắc chắn là phải xanh vàng. Đấy. Thì thân của nó thì khoảng tầm 1,5 đến 2,5, 3 cm, tùy vào là người trồng. Thân cao khoảng tầm 3 cm. Lá thì rộng khoảng 2,5 cm đến có thể là hơn 3,5 cm thời điểm lá to nhất. Cái này thì vì lá của nó thì là nó hơi nhăn chứ nó không có chiều hướng phẳng, hơi nhăn và nó hơi bị dập, hơi bị dập bên sườn lá đấy, như này gấp gấp. Nhìn theo cái chiều cong lá của nó thì mình biết được là nó bị dập. Ra hoa vào mùa xuân, nở vào Tết, dịp Tết Nguyên Đán thường như vậy. Đấy, đây là tổng thể một cây. Anh chị nào có thể chụp lại màn hình thì có thể giữ lại được hoa của nó thì sẽ ngắm rất là đẹp, hoặc là có thể tải từ hình ảnh trên mạng về internet để mà trồng được một, có một cái chậu đào hoàng cánh sen mà được 6 thân như thế này là rất là to và rất là lâu, bởi vì địa lan này thì đẻ rất là chậm. Ví dụ như cây một cây mà có một thân ấy, thường chỉ đẻ được một thân thôi, ít nó phải khỏe lắm nó đẻ hai, còn không chỉ đẻ một, mỗi năm chỉ được một thân, nên dòng này đẻ rất lâu, sinh sản lâu nên là lâu mới có thể chia được cho người khác. Và lâu chia thì nó vẫn rất là ít nhưng mà vẫn rất là đắt, vẫn là rất là ít người được sở hữu cái này. Và được sở hữu thì đôi khi là cũng có thể là được sở hữu nhưng mà chưa được xem hoa, bởi vì cây nhỏ rất là khó hoa. Địa lan này phải nuôi cây khỏe thì mới có hoa được. Đấy, ngắm một bông địa lan là không phải đơn giản, công nuôi trồng rất là lớn. Cái này thì tay hoa nó rất là ôm cần rất là đẹp. Đấy, đây bông thứ nhất là bông thứ hai, thì thôi là chị có thể nhìn được cái độ ôm cần nó rất là sát luôn. Cái này như trong giới chơi gọi là thăng hoa đấy. Đấy, ôm cần như này, thăng hoa. Bông dưới nó cũng thế, bông dưới là nó ôm vậy, bông trên cũng vậy. Bông trên là mới nở, bông dưới nó nở căng hơn thì nhìn đẹp hơn. Đấy. Thì cái cây đào hoàng cánh sen này một cây rất hiếm, đến bây giờ cũng rất là ít người có ở trên thị trường Việt Nam. Và cái quan trọng nữa là để mà khi mà đi mua được một cái cây mà chuẩn là cái đào hoàng cánh sen này rất khó, bởi vì thị trường những năm này là rất là ít, những người có là chẳng ai bán, bởi vì có ít mà với chắc gì đã nhìn hoa, ai cũng muốn ngắm hoa nó một lần thực thực sự ở trong đời tại nhà mình nên sẽ rất là khó. Không phải là chơi theo kiểu như là những cái dòng hoa lan khác, địa lan này nó có sự đỉnh cao hơn, nuôi được nó, chăm sóc nó, giữ được bộ lá đẹp như này là rất khó, và để cho nó to là khó lắm, còn ra hoa nó to cực kỳ khó. Thế nên là vẫn là một trong những cây rất là hiếm có trên thị trường Việt Nam, và không phải là có tiền mà có thể sưu tầm được. Đấy, ngày xưa câu là vua chê lan, quan chê trà là như vậy. Những cái cây địa lan này là vương giả nhất chi hương, rất là khó. Không phải mua, người ta chơi sưu tầm thích thực sự. Đấy. Anh chị có thể tham khảo với cái cây này, có thể là ngắm khi mà nhà mình, gia đình mình chưa mua. Còn thì khi mà sưu tầm được một cái cây địa lan rừng mà nó như thế này là một điều rất khó. Đấy. Chơi thì cũng biết rồi, còn chưa chơi thì cứ tìm hiểu, có gì tư vấn thì cũng có thể là gọi điện cho em. Em sẽ tư vấn nhiệt tình. Có thể là làm sao, quan trọng nhất là mình mua cây, thích một cái cây mà nó mua là phải được chuẩn đã. Bây giờ là thị trường lan nó rất là sôi động nên là cũng là có rất nhiều anh chị là làm việc chưa được đúng. Đấy, nên là anh chị mua lan cần để ý. Xin cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại vào những video clip sau. Xin chào.
Đào cái sen quá đẹp. Đẩy nhiều giữa thì chính mặt nó cực đẹp luôn. Bởi vì mình phải nhìn chính quả bông ấy mới biết được.